Thưa quý vị, việc cấp sổ đỏ chưa đúng với đối tượng đối với dinh thự Vua Mèo hay còn gọi là dinh thự họ Vương tại xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đến nay, sau gần một năm cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của VTC16 và các cơ quan báo chí khác, sự nỗ lực của các con cháu dòng họ Vương trong việc giành lại quyền sở hữu hợp pháp của mình, quyền thừa kế sử dụng dinh thự Vua Mèo đã chính thức thuộc về con cháu dòng họ Vương vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên thì vẫn còn đó rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết, đơn cử như chuyện quản lý khai thác du lịch tại khu dinh thự này sẽ như thế nào sau khi quyền thừa kế dinh thự thuộc dòng họ Vương. Để làm rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay Nông thôn Chuyển động đã mời tới trường quay hai vị khách mời, đó là ông Vương Duy Bảo, nguyên Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cháu nội của Vua Mèo. Vị khách mời thứ hai là luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời hai vị khách mời cùng quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Sinh ra và lớn lên ở dinh thự họ Vương. Tuy nhiên tháng 11 năm ngoái mới là lần đầu tiên ông Vương Duy Bảo, cháu nội của Vua Mèo Vương Chính Đức, được trở về nhà mình theo đúng nghĩa. Đó là khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là trái pháp luật. Hôm nay trở về nhà đây tôi cảm thấy bâng khuâng nhẹ nhõm và rất phấn khởi rằng ta đã trở về được ngôi nhà chính của ta, nơi cha ông ta sinh ra ta và kết tinh của thành quả lao động của cha ông chúng tôi tại cái tòa dinh thự này. Dinh thự nhà họ Vương do ông Vương Chính Đức xây dựng năm 1898 và được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993. Sau khi ông Vương Chính Đức mất vào năm 1947, con cháu của ông tiếp tục sinh sống trong dinh thự cho tới năm 2002 thì di rời khỏi dinh để phục vụ công tác trùng tu. Đáng chú ý, các hộ gia đình đồng ý di rời khi đó bởi Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định không quốc hóa quyền sở hữu dinh thự họ Vương. Thế nhưng năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang lại ra quyết định giao cho Sở Văn hóa Thông tin quản lý và khai thác khu di tích sau khi tu bổ, tôn tạo xong. Và đến năm 2012, thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự nhà họ Vương cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Vua Mèo là người mà đã sử dụng đất hợp pháp và là người gây dựng nên cái khối tài sản này. Chính vì vậy mà cái việc sau khi Vua Mèo chết đi thì cái quyền tài sản này nó phải là thuộc những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của vị vua này, chứ của cá nhân này, chứ không phải là Phòng Văn hóa Thông tin. Sau khi ông Vương Duy Bảo viết đơn kiến nghị về quyền sử dụng đất dinh thự họ Vương gửi các bộ, ban, ngành vào tháng 7 năm 2018, thì đầu tháng 11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình trên đất nhà Vương cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là trái pháp luật. Tuy nhiên, phải đến tận ngày 20 tháng 5 vừa qua, việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho con cháu họ Vương mới được hoàn thành. Rất nhiều lý do đã được đưa ra để biện minh cho sự chậm trễ này. Cái thứ nhất là không có cái ủy thác cái thừa kế của ông Vương Chính Đức cho gia đình họ Vương. Nếu theo luật thì không có cấp cho dòng họ được. Và dòng họ Vương nay là rất đông, tức là khoảng trên dưới 300 người. Nếu chúng ta làm không đến nơi chốn thì chính dòng họ Vương sẽ gây một cái mâu thuẫn. Chúng tôi nói là nội chiến trong dòng họ xảy ra. Vâng, có thể nói rằng đây là một hành trình gian nan kéo dài tới 16 năm trời mới được quay trở về nhà một cách đúng nghĩa, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ khi mà đã cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và công trình đất trên nhà họ Vương thì cảm xúc của ông Vương Duy Bảo lúc này như thế nào ạ? Vâng, khi nhận được tấm sổ đỏ trên tay, phải nói chúng tôi vô cùng xúc động và sung sướng, không biết nói gì nữa. Không ngờ rằng sau 16 năm kiên trì với sự đồng hành của đài, của các báo và của cộng đồng mạng trên đất nước Việt Nam, chúng tôi đã có được trên tay tấm sổ đỏ thay mặt dòng họ Vương. Nhân cái trên chương trình VTC16 này, tôi xin cảm ơn đài, các ban biên tập, các phóng viên, biên tập viên đã giúp đưa tin về sự việc này.
Dạ vâng, có thể nói là con cháu dòng họ Vương thì cũng khá là đông đúng không ạ? Vậy xin ông Bảo có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái việc sở hữu khu dinh thự được cấp giấy chứng nhận này. Vâng, cái khu dinh thự này về mặt văn hóa nó là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nhưng nó có ý nghĩa chính trị khác lớn hơn vượt lên cái này. Đây nó lại là công trình của một cái người ông của chúng tôi. Mà người ông này chúng tôi rất vinh dự được Bác Hồ tháng 11 năm 1945 đã mời về Hà Nội để kết nghĩa làm anh em. Và ông tôi đã làm tròn cái nhiệm vụ của Bác Hồ giao là đến năm 1954 hòa bình được lập lại. Ông tôi đã giao trả mảnh đất Đầm Văn cho Bác Hồ, tức cho cách mạng Việt Nam. Chính vì cái niềm tự hào đó, cho nên chúng tôi mong muốn rằng khi dinh thự này trở về quyền sở hữu chúng tôi vẫn mong muốn và ý thức được và luôn luôn nâng niu quý trọng cái tình cảm mà Bác Hồ đã dành cho dòng họ Vương chúng tôi và cụ thể trong tôi. Cụ thể là tiếp tục giữ gìn, bảo quản, phát huy giá trị di tích này. Không những về mặt kiến trúc nghệ thuật mà nó còn vượt lên đấy là vấn đề chính trị. Đây là một biểu hiện là thành quả của đường lối của chính sách đại đoàn kết dân tộc mà Đảng và Bác Hồ đã xây dựng nên. Dạ vâng ạ. Được biết là luật sư Trần Tuấn Anh thì cũng chính là người đồng hành cùng với con cháu của dòng họ Vương trong quá trình mà giành lại quyền sở hữu dinh thự họ Vương. Và không biết rằng là cái lần mà đi tìm lại công lý này thì đối với luật sư có những cái khó khăn gì hay không? Xin luật sư có thể chia sẻ ạ. Vâng, thực ra là đến cái buổi họp mà trước cái thời điểm mà con cháu họ Vương làm cái quyết định cái giấy ủy quyền cho ông Vương Duy Bảo để đi mà thực hiện cái quyền của chủ sở hữu đối với khối tài sản thì hôm đấy thì tôi được tham dự. Thế đến ngay tại cái cuộc họp ngày 26 tháng 3 đấy thì có sự có mặt của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, có sự có mặt của Phó Giám đốc Sở Tư pháp, rồi Sở Du lịch, các ban ngành của tỉnh Hà Giang cũng như là ủy ban chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn. Thì các cơ quan này vẫn nêu ra hàng loạt các cái khó khăn, hàng loạt các cái quy định yêu cầu phải về hồ sơ, về thủ tục, về thừa kế, về tất cả các thứ mà chúng ta biết là cái đặc trưng của người Mông là không có văn tự. Con cháu họ truyền đời cho nhau kể cả về mặt tài sản lẫn huyết thống thì chỉ bằng cái quan hệ, bằng cái gia phả, và cái gia phả này thì đã được Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn là chứng nhận rồi. Thế tuy nhiên là ở đây thì các cơ quan ban ngành lại yêu cầu những cái giấy tờ nó hết sức phức tạp, mà tôi nghĩ rằng nếu còn đi theo cái hướng đấy thì sẽ không bao giờ có thể có được cái ngày hôm nay, tức là cấp được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đang trực tiếp quản lý và sử dụng đối với cái khối tài sản này. Thế tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi phát biểu ý kiến và đưa ra cái kiến nghị pháp lý liên quan đến cái việc cấp này thì cũng đã được phía các cơ quan ban ngành của tỉnh Hà Giang cũng như là huyện Đồng Văn là tiếp thu và ghi nhận, và sau đấy là tiến hành cái quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tức là ở đây tôi phải nhấn mạnh là gì? Đây là cái câu chuyện các anh phải công nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho dòng họ Vương, chứ đây không phải là cái trường hợp mà các anh cấp thông thường. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Mặc dù là con cháu dòng họ Vương đã được cấp sổ đỏ khu dinh thự Vua Mèo, thế nhưng mà câu hỏi đặt ra lúc này là việc quản lý và khai thác khu di tích tới đây sẽ ra sao, khi mà từ năm 2003 cho tới nay, nhiều cuộc trùng tu đã được tiến hành khiến cho công năng của các khu phòng bị sai lệch so với thực tế và nhiều những cấu kiện đã được thay đổi không đúng với hiện vật gốc. Trước khi tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để có thể nắm rõ hơn về thực trạng hiện tại của khu dinh thự này. Những mảng tường lớn bị bong chóc, cột nhà bị chắp vá, nhiều cấu kiện mục rỗng, bốc meo. Các khu, phòng thì bị biến hóa sai lệch hoàn toàn công năng. Đây là kết quả sau nhiều cuộc trùng tu dinh thự Vua Mèo do Bộ Văn hóa Thông tin và Chính quyền địa phương thực hiện từ năm 2003 tới nay. Đây có phải là phòng vợ ở của vợ ba rồi vợ hai, rồi vợ cả của Vương Chính Đức đâu? Không phải. Cái tên biển đặt ra thì sai với công năng của từng phòng. Không hề hỏi qua ý kiến của dòng họ tôi, mà cái người am hiểu nhất là bố tôi, thời kỳ đó còn sống, cũng không hề trao đổi với ông. Đây hoàn toàn sự tự tiện, tùy tiện của chính quyền địa phương đặt tên. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi thống nhất với gia tộc họ Vương về việc quản lý, sử dụng khu di tích dinh thự họ Vương theo luật di sản.
Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc họp nào giữa các bên với con cháu dòng họ Vương để thảo luận về vấn đề này. Trong khi đó, hiện tại trung bình mỗi ngày khu dinh thự này đón khoảng 300 đến 500 lượt khách đến thăm. Vào các ngày cuối tuần, lượng khách lên đến 3.000 đến 5.000 lượt. Cũng có nghĩa đã và đang có hàng triệu người tiếp nhận những thông tin chưa chính xác hoàn toàn về khu dinh thự này. Thêm vào đó, từ trước tới nay, mỗi lượt khách vào tham quan dinh thự phải mua vé với giá 20.000 đồng một lượt. Số tiền này được nộp lại cho Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Còn bây giờ, nếu không thống nhất phương án quản lý, số tiền này sẽ đi về đâu? Dạ vâng, thưa ông Vương Duy Bảo, được biết là ông và những thế hệ con cháu của vua Mèo thì cũng đã là những người mà trực tiếp sống trong cái khu dinh thự này. Chính vì vậy mà cũng không ai khác ngoài các ông là sẽ hiểu rõ nhất về khu dinh thự này. Vậy khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tiến hành trùng tu thì có sự tham gia của con cháu dòng họ Vương hay không ạ? Phải nói là sau khi cái việc công nhận di tích này thì chúng tôi phát hiện ra là không có sự tham gia ý kiến của dòng họ Vương. Thì sau đó thì Đảng Nhà nước đã có sự quan tâm và đầu tư kinh phí để trùng tu lại khu di tích này. Phải nói đấy là cuộc trùng tu khá lớn với kinh phí hơn 6 tỷ bạc, theo tôi được biết. Và trong cuộc trùng tu này đảm bảo khá đầy đủ theo các nguyên tắc quy định của nhà nước về trùng tu di tích. Nhưng có một cái điều nó lại không được là sau khi trùng tu, chính quyền tỉnh Hà Giang coi đây như là bảo tàng trước và khu di tích. Cụ thể là các công năng của phòng của cái khu di tích này đã bị sai lệch hoàn toàn. Thể hiện là các cái biển bảng ghi chỉ dẫn của từng phòng một trong khu di tích. Đấy là một sai lầm nghiêm trọng cơ bản về nghiệp vụ. Từ khi năm 2006 sau khi trùng tu của Bộ thì chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt trùng tu. Và cụ thể tôi muốn nói đây là cái đợt trùng tu năm 2016. Phải nói cái đợt trùng tu này nó đã vi phạm Nghị định 70 của Chính phủ quy định việc bảo quản trùng tu sửa chữa di tích và thông tư 18 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành triển khai hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ. Cụ thể chính quyền huyện Đồng Văn tự ý trùng tu khu di tích này, mà cụ thể là thay toàn bộ hệ thống hứng và dẫn nước mưa của khu di tích bằng những hiện vật không đúng với hiện vật gốc và không hề trao đổi với chúng tôi. Dạ vâng, có thể nói rằng cái việc đó là những cái hệ lụy vô cùng là đáng tiếc đúng không ạ? Vâng. Nhưng có thể nguyên nhân nó sẽ xuất phát là vì cái việc là cái sổ đỏ đấy chưa được cấp cái chứng nhận sở hữu của dòng họ Vương. Vậy thì bây giờ cái quyển sổ này đã nằm trong tay của gia đình dòng họ Vương và chính thức là được công nhận rồi, thì con cháu dòng họ Vương sẽ mong muốn là chúng ta sẽ bảo quản và phát huy như thế nào ạ? Thưa ông Bảo. Mấy hôm nay theo dõi công luận thì một số đài báo tôi thấy nêu không chính xác rằng chúng tôi muốn đòi sự ăn chia. Nếu nói thế thì coi cái dòng họ Vương chúng tôi suy nghĩ quá nhỏ bé. Đây là vấn đề công minh bạch hóa về quản lý. Từ cái năm 2003 trùng tu tới giờ, hơn 16 năm nay, gia đình dòng họ chúng tôi không được tham gia một chút gì đối với việc quản lý, bảo vệ phát huy di tích này. Chúng tôi trở thành cái đối tượng không phải chủ của những người thường ở bên ngoài. Vấn đề hiện nay đặt ra là sau cái sổ đỏ, vậy thì phải cùng nhau bàn làm công tác quản lý. Bởi di tích này, bản thân mỗi di tích nó có cái hai cái phần của nó. Giá trị phi vật thể là cái gì? Vật thể là gì? Phi vật thể là giá trị kiến trúc nghệ thuật. Vật thể là cái công trình này. Vậy thì cần phân định giữa nhà nước và dòng họ chúng tôi. Nhà nước cụ thể là chính quyền địa phương hay chính quyền tỉnh do Bộ nó chỉ đạo. Thì cùng với dòng họ chúng tôi bàn bạc chứ. Quản lý như thế nào? Trông nom ra làm sao? Khả năng chúng tôi nó quản thế nào? Nhà nước năng lực nhân dân nó quản. Phải trên cơ sở bản bạc dân chủ công khai mới được. Chúng tôi đã đòi là đòi cái quyền chính đáng của luật, chứ không phải chúng tôi đòi mấy cái đồng ăn chia. Và trong cái quyền chính đáng đó đương nhiên chúng tôi phải được cùng với lại chính quyền địa phương. Vậy thì cái nguồn thu như thế nào? Thu được về chúng tôi sử dụng nào để đảm bảo lấy hài hòa chứ. Theo như chúng tôi được biết, cái nguồn thu nhà nước trả trông gì vào mấy nguồn thu này đâu. Mà chính nhà nước thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng đặt ra là thu để bù chi cho ngân sách nhà nước đầu tư trùng tu sửa chữa di tích. Và thu để chi cho những người lao động trông nom bảo vệ tạo ra cái nguồn thu đó. Và một phần trả lại cho chủ sở hữu chứ. Trong ba cái quyền định đoạt của chúng tôi chứ. Dạ vâng, vậy thì xin được hỏi luật sư Trần Tuấn Anh. Nếu như nói về góc độ pháp lý thì cái quyền sở hữu của dòng họ Vương về dinh thự này thì cái việc quản lý và khai thác sẽ được quy định như thế nào ạ? Phải khẳng định đầu tiên đây nó là tài sản. Mà đối với quyền của chủ sở hữu bất kỳ một tài sản nào
thì sẽ có cái quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Thế thì cái ba cái quyền này thì nó đều thống nhất ở trong cả luật đất đai, tức là gì, đối với quyền sử dụng đất, và luật dân sự đối với cái khối tài sản là cái nhà trên đất. Thế tuy nhiên cũng phải nói luôn là đối với những cái di sản mà đã được công nhận cấp quốc gia thì nó sẽ bị hạn chế một chút liên quan đến cái quyền định đoạt cũng như là quyền trùng tu sửa chữa, bởi vì đã là di tích cấp quốc gia thì phải có sự ý kiến của Bộ Văn hóa Thông tin. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là gì, là tước đi cái quyền định đoạt cũng như là cái quyền của chủ sử dụng. Ở trong quy định của pháp luật về luật di sản đã khẳng định rất rõ ràng là gì, là nhà nước không quốc hữu hóa đối với những cái tài sản mà được công nhận là di tích, kể cả là di tích cấp quốc gia. Bây giờ là gì, là con cháu nhà họ Vương, những người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện đầy đủ ba cái quyền năng mà theo cái quy định của pháp luật, đấy là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Chính vì vậy phải nói về góc độ rộng thì con cháu nhà họ Vương hoàn toàn có quyền khai thác đối với cái khu di tích, đối với cái tài sản mà ông cha mình để lại. Ở đây chúng ta nhìn rộng ra đi xem các khu di tích khác, chúng ta thấy ví dụ như làng cổ Đường Lâm được công nhận nhưng người dân vẫn có quyền sở hữu, vẫn có quyền sử dụng riêng biệt và vẫn có quyền chuyển nhượng bình thường. Rồi hay như phố cổ Hội An, hay như kinh thành Huế. Đấy, cái cách khai thác thì chúng ta nên tham khảo những cái nơi này, tức là gì? Tách biệt quyền sở hữu và quyền sử dụng của chủ ra, chủ nhân ra, và đối với lại chính quyền địa phương chúng ta có quyền khai thác về mặt phi vật thể, về mặt quảng bá du lịch, về mặt quảng bá hình ảnh của địa phương, và sẽ có một cái nguồn thu nhất định để quay lại phục vụ cái công tác trùng tu, tôn tạo và cũng như là trả các cái chi phí duy trì đối với cái tài sản này. Có những người thắc mắc là thế thì bao nhiêu năm nay, từ 2003 đến giờ mười mấy năm, nhà nước trùng tu tôn tạo thì như nào? Tôi phải xin thưa là gì, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rất rõ là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, trùng tu hết bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta lại chưa minh bạch được rằng từ 2003 giờ chúng ta thu bao nhiêu. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn thu được bao nhiêu tiền từ cái di tích này, chi những cái gì trong việc này. Tức là cái mà vấn đề chúng tôi ở đây và sắp tới chúng tôi sẽ đồng hành cùng với lại là gia đình dòng họ Vương là để đi đòi lại cái sự minh bạch trong vấn đề quản lý và sử dụng. Nếu có thu phí thì là sẽ minh bạch cái số lượng thu được, cái những cái chi ra, và làm sao dồn lại để trùng tu di tích, để cho cái di tích này nó tồn tại mãi mãi với thời gian. Đấy mới là mục tiêu của con cháu nhà họ Vương và cũng như là những luật sư đang đi trợ giúp pháp lý trong trường hợp này. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Trần Tuấn Anh. Vâng, thưa quý vị, quyền sở hữu dinh thự Vua Mèo thì đã được trao lại cho đúng chủ sở hữu, không chỉ phù hợp với pháp luật mà còn thể hiện được việc tôn trọng lịch sử và giữ gìn tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Bởi luật di sản văn hóa thì cũng đã quy định nếu tài sản của tư nhân thì phải công nhận quyền sở hữu của tư nhân. Nhà nước chỉ có trách nhiệm là hỗ trợ tu bổ, bảo vệ di sản, và công nhận di sản thì không có nghĩa là quốc hữu hóa di sản. Đây cũng là một niềm vui không chỉ đối với con cháu của dòng họ Vương mà cho cả cộng đồng người Mông nói chung. Tuy nhiên thì sẽ càng ý nghĩa hơn nữa khi mà khu dinh thự này sẽ được quản lý và khai thác một cách hợp lý và phát huy được những giá trị kiến trúc cũng như là vai trò lịch sử của tòa dinh thự này. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.